shop điện tự động, sĩ kẹo shop.com, shop app uy tín hàng đầu Việt Nam. Phía sau này nó nhảy lên bằng lốp xe thì nó có thể ăn được mình. Nhưng mà mình nghĩ là chả mấy đứa nhảy phía sau đâu. Có xe gì vậy? Xe này hả? Thôi, bắn phí đạn. Xe này bắn cực phí đạn luôn anh em. Hầu như là anh em bắn nó toàn vào xe không vào người ấy. Sấy phí đạn, mình thì có ít đạn nữa. Thôi cũng kệ nó. Nói về độ dích thì ở đây kẹo nghèo dã man anh em ơi. Hôm nay mới nạp thêm 500k để quay được cái P90 hắc ám hay là ma quái gì đấy, âm phủ gì đấy anh em. Mà thấy giá nó chát vãi trưởng anh em ạ. Thôi anh em bảo là kẹo cố gắng nạp tiền mua skin thì tôi cũng mua chứ anh em. Chứ dạo này nghèo dã man anh em, thề với anh em luôn. Ok này, chờ xíu anh em ơi. Để xem là mod tiếp theo nó sẽ thu ở đâu nha mọi người. Chúng ta sẽ tiếp tục di chuyển nhé. Tên tên. Rồi ok, vẫn đang trong mod. Đủ, kiểu cảm giác bong ngon dã man. Này mình chết sớm nữa thì hơi phí. Ngồi đây vẫn ổn nha mọi người. Tiếp tục ngồi ở đây, nhiều khi cảm giác mình chơi nhây vãi trưởng. Nhưng mà không chơi lại không được, bởi vì anh em lên đây huyền thoại rồi, anh em bị trừ, anh em chết sớm ấy, trừ điểm rát lắm, tôi sợ anh em ạ. Hello mọi người mình đi nha. Trong UAV thì hoàn toàn không có ai. Tầm này thì mình có thể đổ nhà được rồi, nhưng mà tiếc mấy quả mìn ấy. Đặt mìn rồi, anh em nghĩ hai quả cho nó chết không? Hay là mình qua nhà khác nhỉ? Ngoài này thì có nhiều nhà cho anh em mà, qua bên này đi anh em. Mình sẽ qua cái căn bên này, bên đấy đặt mìn đủ rồi. Không có mìn. Chắc chắn là không có mìn rồi, chẳng qua là có người hay không thôi. Bên này đồ còn chưa rút nè. Đủ, thế thì làm gì có người. Đứng đây anh em ơi. Hello mọi người, kẹo đây. Anh em nghe rõ chưa nhờ? Nhờ sĩ chỉ thì mới lên danh được hả? Ok, cảm ơn bạn nha. Mọi người xem like, chia sẻ lại cho bọn mình nhé. Thì mới đang nói chuyện với anh em về cái chuyện lên rank huyền thoại là khoai vãi trưởng. Tôi chỉ thấy là ấy, hầu như là lên rank huyền thoại thì anh em sẽ có những cái lối di chuyển nó ok hơn. Một trận thì anh em không cần quá nhiều kill, bởi vì các bạn sẽ quan tâm đến vấn đề top nhiều hơn nhá. Tức là anh em cần có một cái top nó, mình nghĩ là dưới top 10 là ổn nhất. Đó, cả buổi chiều mình cày cứ được cộng hai mấy điểm mà hôm nay đầu like gãy. Đủ, gặp hai trận buồn vãi trưởng lên anh em mà nó trừ tặng 100 điểm. Đủ, tôi phải khóc luôn công ạ. Đây, mình đang chia sẻ với mọi người. Thôi thì cứ ngồi tạm ở đây, chờ cho nó qua vả chúng nó nhờ, hợp lý. Đang ở rank huyền thoại mình cảm giác nó lung lay lắm, phải cày được mấy trăm điểm nữa cơ thì cảm giác nó mới không lung lay được em ạ. Bởi vì giờ anh còn có 3150 à, hình như là một trận trừ 50 điểm nữa thủ danh hay sao á. Đủ, thế mới bảo khoai thật. Ê, còn Panda, những người mắt ấy, thú cưng đã rời đi lặng lẽ, hợp lý. Lên thì ít, tụt thì nhiều, đúng rồi đấy em ơi. Ê, có tiếng chân. Thì các bạn thấy chưa, tầm bo này còn tận 22 người nhá. Ngoài ra thì không có, gọi là không có từ súng giao tranh gì cả này. Đó, anh em thấy là game nó khó khăn hơn chưa. Bo thế này nhá, còn 22 người nhá. Tí nữa bo nhỏ hơn nữa vẫn còn mấy người cơ anh em. Nhiều khi đến tận bo cuối rồi. À đâu, một cái bo gần cuối, mấy người anh em ạ, dã man. Ui, em lên huyền thoại chơi tay rung bạch bạch. À không, anh thì không tay không rung. Anh chỉ có một cái trận cảm xúc vỡ hòa từ kim cương 4 lên huyền thoại thôi. Còn ngoài ra thì anh thấy nó cũng bình thường à. Nhưng mà anh em chưa cẩn thận xíu, nhiều khi cũng đen nữa. Đủ, mới bảo công ạ. Anh em vừa nhảy dù xuống bị bắn cái trừ tận 50 điểm. Đen dã man công ơi. Đau ở đây này anh em này, đau ở tim này. Ê, từ nào gã ra gọi chào đấy. Đừng. Gạ gì tầm này. Mà có điều là mod này cũng ngon. Mình ngồi nãy giờ ở đây hợp lý. Bây giờ ngồi giữ top tí. Thấy chưa? 15 người nha anh em. Chúng ta phải đợi cái bon này thu lại một lần nữa này. Các bạn ở rank điện thoại thì cố giữ danh nó từ khoảng dưới top 10 nhá, nó sẽ ổn hơn. Không, kẹo lên điện thoại làm sao mà để xuống kim cương 4 được. Chơi là phải nghiêm túc anh em ạ. Rồi ok, ui. Con này con, cái đậu rồi, hay lắm. Đây đấy, cho nó quất nhau liên tục luôn anh em ơi.
quất nhau từ lên bờ xuống ruộng. Đấy, nổ súng liên tục rồi nhá. Thứ 33. Em đưa anh huyền thoại top 1 cộng có 12 điểm à? Tùy thôi em ơi. Ừ, anh có trận thì được cộng một mấy, có trận thì được cộng hai mấy. Nó kiểu sao sao ấy, mà cùng kill nhá, cùng 5 kill nhá. Anh cũng không hiểu là tính điểm kiểu gì nữa, nhưng mà lên huyền thoại tính hơi khoai. Rồi xong, một thằng bé xính mình của mình, 165 máu. Ngu cho em, ngu cho em. Mà không hiểu sao nó không chết nhở. Đậu xanh. Tưởng nó phải chết rồi chưa anh em. Mà thằng đấy cũng nát rát, anh em yên tâm. Nó phá nốt của mình còn lại của mình rồi. Được, thằng đấy nát rác, nát rác. Thôi anh em chờ tí nha. Cứ lên sĩ kẹo, ok ok mọi người. Đây mà thu lại rồi này. Đen đen, chờ xíu, bọn nó sắp thu lại rồi. À đủ, đứng chân. Đứng chân anh em, Có đứa đang chạy, đang chạy ngay dưới mình thôi. Qua đây, lên đây. Lên đây mà thủ này. Cái đậu xanh mà lên đây này. Láo nhá. Ngủ ra này, chết. Dậm nhanh. Dán lên đây để thủ đấy à? Ai lại sợ chú quá. Không biết là có gì không anh em. Thêm tí máu đây, hợp lý, lên trên. Dán lên đây để thủ à, anh sợ chú quá rồi đấy. Ngồi đây, tự nhiên có cái 33, ngon. Nó lại ngon quá cơ anh em, thôi xong rồi này nhá. Xem có gì không, tranh thủ kêu tí bạn nào. Hôm nay anh em sẽ có cái góc quan sát nó tốt hơn mà. Mình không thấy người. Quay lại. Quay lại chỗ này đứng vẫn khá là ổn nhá. Đù, sấy có vẻ gắt thế. Đâu rồi, chỗ nào. Một đứa ở khu ngoài này sấy gắt lắm anh em ơi. Một đứa này. À, nhà vệ sinh một đứa. Ok. Bo thu vào đây cho xanh mộ này. Có mấy đứa chuẩn bị chạy bo anh em yên tâm. Vào bo. Nhanh. Mà không biết là mình chạy bo là cho nó chạy bo nữa. Có vẻ căng. Xé nhau cái thế, vào bo. Vào bo nhanh. Ui, chiến nhau trên nóc nhà luôn cả. Ghê nhá, hai đứa. Ui, thật kia đã lên bảng rồi. Vậy là còn đứa sau nhà vệ sinh. Vãi cả trường. Mình cho đây cho bo hay là ngoài bo. Zoom anh em. Cái chỗ này là ngay rìa bo nhá. Đậu xanh thằng nào gáy gắt thế. Đứng lại. Mình có chỗ này góc cam ngon vãi trưởng luôn. Ui, gục luôn. Vãi cả trưởng. Thế hướng nào vậy, hướng phía sau à? Một đứa hướng phía sau nha anh em. Thế hơi gắt rồi. Có mấy thằng nữa cơ. Khoai thật. Canh cái thằng ở ngay kia thôi anh em ơi. Nhà vệ sinh một đứa. Phải canh được nó. Mình muốn xin đỡ bao thu rồi. Thôi canh gì. Tầm này canh gì anh em. Đây một đứa ở ngoài này. Đậu xanh này. Bạn nó không trúng phát nào này. Đậu xanh này. Hay. Vãi thật trưởng. Gắt câu này. Tầm này khá là gắt nhá. Rồi anh em thấy gắt chưa? Các bạn đã thấy gắt chưa? Mình không có đạn tiểu liên nhiều cơ. Đây. Ok. Vào nhà. Đứng tạm ở đây. Có ba đứa. Có đúng mức quả bằng keo duy nhất. Hơi khoai. Phát này thực sự là hay khoai. Cái đậu xanh mo khá là đẹp. Vãi cả trưởng. Nhìn nhau biết nói gì đây anh em. Hợp lý. Có hai thằng nữa, quần máu. Rồi ok, thằng cuối từ cuối. Solo 1-1. Bỏ thu ra chỗ nó hả? Chuẩn bị solo 1-1 anh em ơi. 1-1. Làm sao qua đây. Qua đây mày. Phải cả trưởng này, né được không? Qua đây. Né nổi không? Yes, top 1. Tuổi gì? Quẩy anh em. Mấy thằng rơm rơm này. Tôi lại sợ chúng nó quá cơ. Vậy là top 1 rồi nha anh em. Đơn giản đấy à. Mình thấy đơn giản đấy anh em. Nhờ, hợp lý nhỉ. Ui, anh em thấy chưa? Top 1 nhá, 3 kill mà cậu có 26 điểm, thấy chưa? Trong khi nhá, một trận công gãy trừ được tận 40-50 điểm khi mà anh em gãy sớm. Ok, top 1 rồi.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.